Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong video ngày hôm qua thì mình có làm về cái chiếc Xiaomi 12S thường. Thì có rất nhiều bạn bảo rằng là: anh ơi, thế còn Xiaomi 12S Pro ở thời điểm hiện tại thì sao? Và mức giá nó sẽ là trên tầm khoảng bao nhiêu khi mà so với lại Xiaomi 12S? Thì thật sự rất bất ngờ khi mà mình check giá thì cái con Xiaomi 12S Pro này nó chỉ cao tiền hơn cái con Xiaomi 12S, rơi vào tầm khoảng là hơn 1 triệu thôi. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Con 12S thì sẽ là 6 triệu, còn con 12S Pro nó sẽ là 7 triệu. Vậy thì với mức giá, với cái tầm trên khoảng 1 triệu như thế, thì con 12S Pro có những gì hơn? Và liệu chúng ta có cần phải bỏ thêm tiền để mà sở hữu cái con 12S Pro thay vì cái con 12S hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video luôn nhé. Đầu tiên là nói về kích thước màn hình, kích thước tổng thể. Thì đối với lại con 12S Pro, nó sẽ có một cái kích thước màn hình lớn hơn rõ so với lại con 12S như thế này. Và nó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Với những người mà họ thích một cái chiếc máy nhỏ gọn thì chắc chắn là họ sẽ không lựa chọn cái con 12S Pro rồi. Còn với cái quan điểm của mình thì khi mà đã xác định mua một cái chiếc điện thoại để mà làm máy chính thì chắc chắn là mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái con 12S Pro vì nó có một cái kích thước màn hình lớn hơn. Còn về form thiết kế mặt trước mặt sau thì nó đều y chang nhau, đều được bo cong 3D này. Rồi là mặt lưng thì sẽ có hai chất liệu, một là kính, hai là da nhân tạo như thế này. Đó, thì nó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người thôi. Về cái phần màn hình thì sao? Màn hình thì cũng sẽ là một điểm khác biệt mà mình thấy là trên 12S Pro chắc chắn nó sẽ đáng tiền hơn. Thứ nhất là con này nó sẽ có một cái độ phân giải 2K, nên là cái mặt độ điểm ảnh của nó cho ra là sắc nét hơn so với lại con 12S này. Tất nhiên đối với lại 12S thì kích thước màn hình nhỏ cho cái độ phân giải Full HD thì nó cũng gọi là hợp lý rồi. Nhưng mà nói về cái phần độ sáng, cái chất lượng hiển thị tổng thể thì mình đánh giá cao cái con 12S Pro hơn. Vì cơ bản là nó sử dụng một cái tấm nền có độ sáng cao hơn, lên tới là 1500 nits với độ sáng cao nhất thì vì chỉ là 1100 nits. Đây cũng là một cái khoảng trên khác biệt khi mà các bạn ra ngoài trời các bạn bật cái độ sáng tự động ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là độ sáng trên cái con 12S Pro nó sẽ là sáng hơn. Kèm với đó là chúng ta sẽ còn có là một cái vị trí đặt cảm biến vân tay ẩn bên dưới màn hình là hợp lý hơn. Vì cái con Xiaomi 12S Pro nó sử dụng cái tấm nền nó xịn hơn. Đấy, nói chung là tổng thể về mặt chất lượng hiển thị thì cái con 12S Pro này hơn nhiều lắm. Về phần hiệu năng thì cả hai chiếc máy này ngang nhau. Tuy nhiên thì rõ ràng với một cái chiếc máy như là Xiaomi 12S Pro, nếu như các bạn cần hiệu suất cao thì các bạn nên lựa chọn con này. Tại vì cần hiệu suất cao, thứ nhất là để mà chúng ta chơi game thao tác trên màn hình là nó dễ dàng hơn so với lại một cái kích thước màn hình bé. Và cái thứ hai, kích thước tổng thể của nó lớn hơn nên là nó sẽ có cái không gian để mà tản nhiệt tốt hơn so với lại cái con Xiaomi 12S. Đấy, thì đây cũng là một điểm mà các bạn cần phải lưu ý. Chip thì có thể ngang nhau nhưng mà nó khác biệt về kích thước, cho nên là thành ra cái phần trải nghiệm hiệu suất nó cũng là rất là khác biệt. Option RAM ROM thì thôi, cứ cho là hai con máy này nó đều là ngang nhau hết các bạn nhé. Và còn về cái phần camera thì ở đây các bạn cũng sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai chiếc máy này. Camera chính thì cả hai con này nó đều giống nhau, cho nên là hầu hết trong mọi điều kiện thì nó đều cho ra một kết quả tương tự các bạn à. Không có một cái sự khác biệt nào ở đây cả. Giải tương phản động làm cực kỳ tốt luôn, cho nên là các bạn có thể thấy ở những vùng tối và sáng thì chi tiết nó đều lên rất là tốt. Còn về camera góc rộng thì các bạn sẽ thấy ngay được cái chất lượng khác biệt về phần màu. Chứ bình thường thì cả hai chiếc máy này đều cho ra ảnh là 12 megapixel, nhưng về độ chuẩn màu thì Xiaomi 12S Pro nó sẽ chuẩn màu hơn các bạn nhé. Chưa kể các bạn có thể chuyển sang chế độ chuyên nghiệp và chụp camera góc rộng với độ phân giải là 50 megapixel. Còn với Xiaomi 12S thì nó chỉ có camera góc rộng là 13 megapixel thôi. Xem đến phần camera tele thì ở đây Xiaomi 12S nó sử dụng là zoom số các bạn nhé. Tại vì nó vẫn có một camera tele nhưng mà tele của nó là tele macro, cho nên là không thể nào chụp với những vật thể xa được. Còn với Xiaomi 12S Pro thì nó có một cái cảm biến chính với độ phân giải lên tới 50 megapixel, cho nên các bạn sẽ thấy là chi tiết của nó là tốt hơn rõ so với lại cái khoảng zoom số trên 12S rồi. Về phần loa thì trên cả hai con máy này thì đều được trang bị đó chính là loa Harman Kardon cả. Nhìn chung thì nghe đủ nghe, chứ gọi là hay thì mình không thấy là nó quá hay đâu các bạn nhé. Nhưng về phần pin thì nó là một cái điểm mà nghiêng về cái chiếc Xiaomi 12S hoàn toàn. Thứ nhất nhé, là các bạn để ý các bạn sẽ thấy kích thước màn hình trên con 12S Pro nó sẽ là lớn hơn và độ phân giải của nó cũng sẽ là cao hơn, nên là cái vấn đề mà tiêu tốn điện năng ấy nó cũng sẽ nhiều hơn so với cái màn hình mà có kích thước bé hơn và độ phân giải thấp hơn trên cái con Xiaomi 12S này. Đi kèm với đó là pin trên cái con 12S Pro này nó cũng chỉ có trên khoảng 100mAh. Thà nó là pin có dung lượng 5000 thì nó là hợp lý đó con nào, nhưng mà thực tế con 12S Pro này nó chỉ có pin là 4600
so với lại 4.5 trên con 12S thôi, nên các bạn có thể thấy được rằng là gần như là cái thời gian sử dụng pin trên con 12S Pro này thậm chí là nó có phần kém hơn một tí xíu so với lại con 12S. Về cái khoảng thời gian sử dụng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 đến 6 tiếng, gọi là những cái tác vụ nó hỗn hợp thì nhìn chung cũng gọi là hợp lý rồi. Nếu như mà các bạn chơi game nhiều thì rơi vào đâu đó tầm khoảng là 4 tiếng đổ lại thôi. Đấy, thì cái này là nó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người và rất khó để mà có thể test làm sao đó cho nó thực tế. Với mình thì mình dùng hỗn hợp, mình dùng gọi là không có quá là đặt nhiều về cái vấn đề mà chơi game liên tục, tại vì mình còn làm việc mà, mình chủ yếu là check mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok. Đấy, thì rõ ràng là nó có thể trụ được từ 5 đến 6 tiếng như thế. Nhưng bù lại thì sạc trên cái con 12S Pro nó cũng là nhanh hơn gấp đôi. Thì đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Cả hai chiếc máy này thì mình đều mượn từ anh Lợi, cho nên là những bạn nào quan tâm thì có thể là kích vào cái link Facebook mình để bên dưới nhé. Đấy, máy cũ thì con 12S thì 6 triệu mà con 12S Pro nó sẽ là tầm khoảng 7 triệu như thế, thì nó chênh nhau tầm khoảng 1 triệu thôi. Và theo như những gì mình đánh giá cũng như là mình có hỏi anh Lợi thì cái dòng máy nào nó sẽ bán chạy hơn thì chắc chắn là con 12S Pro rồi. Tại vì chỉ tầm khoảng hơn 1 triệu thôi là chúng ta nhận lại rất là nhiều các cái điểm nâng cấp, những cái điểm cải tiến nó tốt hơn so với lại con Xiaomi 12S rồi. Cho nên là việc mà con 12S Pro nó đắt hàng hơn là chuyện đương nhiên. Còn con 12S thì thường nó sẽ đánh vào cái những người dùng mà họ có cái nhu cầu là thích một cái chiếc máy nhỏ gọn thôi. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.